liên quan gì Liên nghĩ nó không có bình thường, tại vì cái cách đó là người ta nói thôi, vui là hạnh phúc thôi, chứ đâu cần gì phải to lớn đâu, phải không? Thực ra Liên muốn được chạm, bây giờ cũng không có được chạm. Ví dụ trong gia đình cũng vậy, nó ví dụ có gì thôi, coi như đi chịu phần thiệt đi cho nó xong. Đây đó, chị là chị của tỷ phú Mỹ, vợ tỷ phú Mỹ, chị để ý cái đó không vậy? Liên quan gì Liên nghĩ nó không có bình thường, tại vì cái cách đó là người ta nói thôi, chứ còn nói mà cái gì nói không được. Với lại dù cho là có vợ của tỷ phú thì cũng đâu liên quan gì, vợ chị của vợ tỷ phú cũng đâu có liên quan gì đâu. Cuộc sống của mỗi người giờ nó riêng biệt hết trơn, đúng không? Cái niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày của chị làm việc những là làm được những việc mình thích là vui thôi, tại vì mình hài lòng trong cái công việc mà mình làm tốt được là mình vui đó, đơn giản đó. Hạnh phúc là hạnh phúc mình tìm được những cái niềm lành, những cái niềm vui đó. Chẳng hạn những cái lúc mà vui vẻ hoặc là chọc con đồ nhảy nhảy đâu đó, những cái vui vui là hạnh phúc thôi, chứ đâu cần gì phải to lớn đâu, phải không? Những cái việc như cuộc sống chị ít chia sẻ là đó là cái quan điểm của anh chị luôn, nghĩa là hai người đều không thích Đi không biết ảnh, nhưng mà chắc ảnh cũng vậy, mà ảnh nhiều khi chia sẻ nhiều hơn Ly á, chứ Ly không chia sẻ nhiều đâu, Ly cũng không thích. Tại vì Ly nghĩ rằng mình là người của công chúng thì chắc chắn là mọi người sẽ rất quan tâm. Nhưng mà quan tâm về sản phẩm âm nhạc, về khía cạnh đó thì ok, mình chia sẻ. Nhưng mà còn về cuộc sống gia đình thì mình nghĩ ít nhiều nó cũng tâm chuyện riêng tư. Tại vì Ly nghĩ rất là đơn giản, rất là thiết thực. Vui mình hưởng, mà buồn mình cũng hưởng, khổ mình cũng hưởng, mà sang hàng nhiều mình cũng hưởng, chứ người ta đâu có hưởng giùm. Đó. Với lại người của công chúng thì hay lên thì hay sẽ bị nói này kia, cho nên dù có gì Ly cũng ít muốn chia sẻ lắm. Ly muốn chia sẻ để cho nó thoải mái, tại vì ví dụ giống như Ly nói chuyện của ảnh, mọi người hay hỏi, Ly nói không, Ly không khen được mà Ly cũng chê được, cái nào đối với Ly cũng không hợp lý, cũng không hay ho gì, thì thôi mình có gì ở nhà thì mình ấy thôi, chứ còn Ly không muốn chia sẻ nhiều. Có tùy mỗi người, có nhiều người người ta sẽ khoe cái này tôi sẽ đang hạnh phúc, hoặc là ảnh sắm cho tôi cái này, ảnh mua cho tôi cái kia, vợ tôi muốn mua này ở nhà đó. Cái đó là chuyện cái suy nghĩ của mỗi người, mà họ thích như vậy thì họ chia sẻ, họ đăng. Còn mình thì mình muốn mình gói gọn, mình muốn sống một cuộc sống rất là bình thường khi bước xuống sân khấu như một người phụ nữ bình thường của gia đình thôi. Và khi mình ra đường mình cũng muốn thoải mái, cho nên là mình không có quẹt. Mình mặc một cách rất là đơn giản, là mình chưa không quẹt, mình đi lông ngông đeo nghêu ngoài đường vậy đó, mặc quần sọt đó, rồi mang về mọi, rồi mình đi ăn quán cốc vỉa hè rồi vậy đó. Và Ly với ảnh thì hợp nhau chỗ đó, chứ ít khi nào mình thấy vô nhà hàng sang trọng. Tại vì khi mình vô nhà hàng sang trọng mình phải chỉnh chu, mình phải đi khép. Nói chung là cái nào trong có hoàn cảnh nào đó bắt buộc thì mình phải thôi, nhưng mà còn bình thường thì mình muốn được thoải mái, tức là Ly yêu cái sự thoải mái nhiều hơn, Ly không muốn bị gò bó. Thì đó là cách sống của mình, cách suy nghĩ của mình. Thế là chị ra đường khán giả không nhận ra chị? Trời đất ơi, đâu phải ai cũng nhận ra nếu mà ta để ý, nhưng mà hầu như ta nhận ra rất là nhiều. Mà mình lúc đó mình cũng thắc mắc, mình cũng che chắn tùm lum, nhưng mà cuối cùng bây giờ thì có che chở nào cũng vô dụng. Người ta nghe qua, bây giờ người ta phân biệt qua giọng nói luôn, đi ngang qua người ta nghe được. Đó, mình hơi bị ngạc nhiên về vấn đề đó. Với lại Ly thì Ly nghĩ là mình không trang điểm chắc người ta không biết đâu. Nhưng mà rành lắm, sáu câu giọng cổ luôn. Mới đầu có nhiều người thì có một ruồi, sau đó thì nhìn mặt được thì đi đeo kiến mát, đi đội nón, thì bắt đầu giờ bịt miệng nghe tới cái giọng nói luôn, phân biệt tới cỡ như vậy luôn. Và Ly cũng quen, giống như Ly đi học nè, có nhiều cô cũng ngờ ngợ. Xong cái bữa hôm qua có một cái cô chạy tới, cô nghi nghi con mà biết phải hay không. Cái cô nói không phải con, không phải con, cô lộn mà. Thôi đúng rồi, không có phải, nghe cái giọng nói thôi chứ không có phải. Cô thử nói vậy luôn, tôi mất cười muốn chết luôn. Tức là biết ở quanh trong lớp đi học, tức là Ly không có nói hay là Ly không có biểu hiện gì, nhưng mà ai biết thì biết thôi, chứ Ly không có thích. Tại vì mình muốn sự thoải mái, mình không muốn cho mất công, ngại đó. Cho nên là riết thì Ly cũng quen rồi. Nhưng mà cái nào là chị cũng không có chia sẻ, vì chị cũng không muốn là giống như thường khi mà mình nói một vấn đề gì đó sẽ có sự tranh luận, rồi phải có ý kiến trái chiều của khán giả, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mình đó. Có gì bị sợ về cái gì? Về nhận xét về một cái gì? Giống như là khi mà chị chia sẻ một cái vấn đề gì đi, vấn đề cá nhân của chị, sau đó thì chắc chắn nó sẽ có ý kiến trái chiều. Có phải là vì chị ngại cái việc mà ý kiến trái chiều của khán giả dành cho mình, rồi
nhận xét mình quá nhiều, cho nên là đó là cái điều khiến chị hạn chế chia sẻ trên truyền thông. Không, đâu có. Thí dụ như chẳng hạn như Ly nói ví dụ mà này kia thì Ly vẫn nói là đó là quan điểm cá nhân Ly. Thực sự Ly không, hồi xưa giờ Ly không có Ly không muốn đụng chạm gì hết. Chẳng hạn như Ly nói đó là cách sống của Ly, chứ Ly không dám mặc định điều đó. Ví dụ người khác thì họ sẽ thích quần này áo nọ, chân diện, cái nghệ sĩ mà nghệ sĩ lúc nào cũng đẹp mắt mọi người hết, thì cái đó là điều tốt đối với họ. Thực sự ra nếu mà Ly làm được vậy thì cũng tốt, nhưng mà đó là cách nghĩ của họ, cách sống của họ, mình không, Ly không có quyền phán xét. Ly không có quyền phán xét, Ly chỉ nói là cách sống của Ly, là Ly thích như vậy nó thoải mái cho bản thân Ly. Ly mới nói về quan điểm, tại vì mình là người của công chúng, cho nên khi mình nói ra một cái điều gì nó cũng có thể gây ảnh hưởng, và nó cũng nó sẽ được mổ xẻ rất nhiều, cho nên là Ly không muốn tại vì Ly rất dễ bị tổn thương, cho nên nhiều khi đang làm nghề này thì mình không có nên có cái bệnh đó, tại vì có cái đó thì phải không thấm được, tại mình là người của công chúng, cho nên Ly rất dễ bị tổn thương và Ly cũng không muốn tổn thương người khác. Dĩ nhiên khi một vấn đề nào đưa ra giống như những cái chuyện mà những cái tin này kia trên báo, nếu mà nói mình không có ý kiến thì sai, mình có nhận thức của mình cảm nhận được, mình có phán xét, nhưng nó phán xét trong mình thôi, mình tự hiểu, có thể mình sẽ nói người nhà, nhưng không bao giờ Ly nói ra ngoài để phán xét, tại vì cái lời nói của mình đôi khi nó ảnh hưởng, có những cái fan của mình nó sẽ ủng hộ mình, hoặc là những người khác thì họ sẽ, Ly không được quyền, tức là mình có nhận thức vấn đề đó sai, đúng, nhưng mình không có quyền phán xét người ta ra bằng cái lời nói để lên báo, thì Ly không làm điều đó. Đó là xưa đến giờ Ly không có thích đụng chạm tới mọi người, tại Ly không thích, Ly thích sống dĩ hòa vi quý, hòa đồng với nhau, Ly không muốn như vậy. Còn thí dụ những người ta không cần bất chấp đó, thì cái đó là chuyện của họ, cách sống của họ, mình không có phán xét được. Mình phán xét có, mình phán xét trong suy nghĩ của mình thôi. Mình biết nhận thức nhỏ này làm này là sai, là bậy, nhưng mà mình không có quyền nói ra bạn đó, đồng nghiệp của mình làm nó sai, thì Ly không nói điều đó được. Xưa giờ Ly không nói điều đó được. Không, Ly cũng ngại mà Ly cũng không muốn điều đó nữa, tại vì không có quyền, không có quyền được cái điều đó. Mình nói ra vậy tổn thương người ta, rồi sau này người ta nói là mình tổn thương mình như vậy, cho nên Ly cũng thực ra Ly muốn đụng chạm, xưa giờ Ly cũng không đụng chạm. Ví dụ trong gia đình cũng vậy, nó ví dụ có gì thì thôi, coi như đi chịu phần thiệt đi cho nó xong. Tính cách luôn người phụ nữ cam chịu hả chị? Chắc có lẽ là đúng vậy đó. Thì cái đó thì mình khổ, tức là mình sống vì người ta quá thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà đôi khi nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình cũng thấy cái câu của mấy người mà coi phim Trung Quốc đó, mình thấy cũng hay. Lúc nào họ cũng dùng cái câu sống không vì mình trời tru đất diệt. Tại đôi lúc cái sự cam chịu của mình nó quá sức, nó làm cho mình ức chế quá. Tự nhiên mình lại nhớ cái câu đó như sao luôn. Tại sao mà họ lúc nào họ cũng dùng cái câu sống không vì mình trời tru đất diệt. Tại vì sống cho người ta, sống cho cảm xúc của người ta, nghĩ đến cảm xúc người ta nhiều, thì bắt buộc mình phải nhận cái sự thiệt thòi, cái sự buồn khổ vào mình, đó là điều tất yếu. Nhưng mà để mà thay đổi cái điều đó cũng cả một vấn đề. Cái như là cái quan điểm từ trước tới giờ, nhiều khi cái tính chất của con người, cái tính cách của con người nó là như vậy, cho nên nó thay đổi là cả một cái sự khó khăn. Có thể theo cuộc sống mình va chạm nhiều, mình sẽ có những thay đổi nho nhỏ, nhưng mà để mà thay đổi Ly hoàn toàn thì khó lắm, về tất cả mọi thứ. Em nghĩ chịu đựng nhiều chắc cũng sẽ bị bùng nổ không chị? Thì người ta thường nói là không nên, tại vì tức nước thì dở bờ, bóng bóng căng quá thì nó nổ. Nước đầy quá nó cũng tràn, phải không? Thì người ta nói điều đó thì không nên. Không nên, nhưng mà mình không biết tới khi nào thì mình chưa biết. Sức chịu đựng của con người nó rất là bền bỉ. Chứ là nhịn nhiều quá, cái lúc mà nó muốn giải tỏa, muốn bùng nổ ra. Thì biết đâu ngày nào đó đi, chờ tin nó đi.